Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Thanh Hải xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể tất cả quý cô chú anh chị em đang xem video clip buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm nay trở lại trong cái câu chuyện của chị Kim Hà ra đi tại dòng sông Dòng Cống hơn 5 tháng vừa qua. Thì trong những thời gian vừa qua thì Thanh Hải cũng có tạm ngưng một vài ngày, sau đó thì cũng có những thành phần cho gần đây bị phá mờm. Và cái thứ hai nữa, điều đáng nói ngày hôm nay đó là có xuất hiện thêm một cái kênh YouTube, đó là kênh Tâm Trần ha. Thì kênh Tâm Trần này đứng lên cho rằng là về cái sự việc của chị Kim Hà và đứng ra phản biện ngược về bên đây, và cho rằng là bên anh Tấn như thế này thế nọ, chẳng hạn như là cái vấn đề về nói về cái sự việc của người phụ nữ bí ẩn trong cái câu chuyện của chị Kim Hà nha. Và cái kênh Tâm Trần này cũng luôn luôn nói về cái những người anh em đang làm về cái sự việc của chị Kim Hà, cho rằng là tất cả bên đây đều là những cái thành phần gọi là, nói chung là mượn cái cớ để câu like câu view nhằm chuộc lợi bản thân đó. Thì ngày hôm nay Thanh Hải cũng muốn gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị em mình xem và hiểu rõ về cái sự việc của anh Tâm Trần này như thế nào, trong khi cái quá trình thì về cái sự việc của chị Kim Hà hiện tại bây giờ là được bên cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Thì hiện tại cho đến ngày hôm nay thì chưa có cái vấn đề thông tin và chưa đưa ra một cái kết luận cuối cùng. Thì trong quá trình đó thì anh em ở bên đây thì chúng tôi có thể là tạm ngưng lại, bởi vì tôi không nói đến nữa, vì trong cái câu chuyện này cũng mình nói đã khá là nhiều rồi đó, phân tích cũng khá là nhiều nha. Thì ngày hôm nay thì cũng có xem vào những nhiều cái video của anh Tâm Trần lên phản biện chỉ trích về những cái hành động và những cái trong cái quá trình mà anh em đây tác nghiệp nói về gia đình của chị Kim Hà đó. Thì mình không hiểu là cái anh Tâm Trần này ảnh xuất hiện ra từ đâu hay cô chú anh chị đó, ảnh lên ảnh cho rằng là anh em đây dẫn dắt dư luận nói rằng là bên đây nếu như cho rằng anh Tấn đây có tội thì tại sao hiện tại bây giờ anh Tấn còn đang bên ngoài nhân dân. Nói chung thì ở đây thì nói chung anh em chúng tôi là không có ai cho rằng anh Tấn đây là có tội hoặc là cho rằng anh Tấn đây vô tội nha. Chỉ là đưa lên những cái giả thiết và những cái câu hỏi, bởi vì là trong cái sự ra đi của chị Kim Hà nó còn nó chưa có một cái câu trả lời, ví dụ như tại sao 12 ngày nổi lên nha, mà nổi lên nghi gian chỗ chìm. Cái đó thì cái điểm nghi vấn đó, cái điều đó là nói chung không riêng về tất cả anh em YouTube đây, mà có thể là tất cả quý cô chú anh chị em cộng đồng mạng cũng như đang theo dõi về sự việc này, người ta đều thắc mắc với lý do tại sao chị Kim Hà lại nổi cái gan chỗ chìm và 12 ngày mới nổi lên, bởi cái sự tác động cào cấu mới nổi lên. Thì cái đấy, vấn đề đó ở đây người ta thắc mắc thôi, chứ ở đây chưa hề nói về anh Tấn ở đây là có tội hay là vô tội, bởi vì cái đó là ngoài cái khả năng ha. Trong khi đó về cái kết luận cuối cùng thì chỉ có bên cơ quan chức năng người ta đưa ra đó. Thì ở đây ta trông chờ vào sự kết luận cuối cùng của từ bên cơ quan chức năng người ta đưa ra thôi, chứ ở đây là không hề nói anh Tấn như thế này anh Tâm Trần đó. Thì trong khi đó thì anh Tâm Trần lên thì cũng có những cái lời lẽ gọi là giống như là thách đố đó, thách đố về cái người phụ nữ bí ẩn trong cái câu chuyện của chị Kim Hà đó. Thì thách đố về cái sự việc nói là cho rằng là người phụ nữ bí ẩn này nói hay quá nhưng chưa làm được gì ha. Thì nói chung đến khi mà làm được rồi á, thì đến lúc đó thì anh sẽ biết thôi ha anh Tâm Trần. Mấy ngày qua thì trước đó thì cũng có là YouTube cũng như là anh Phạm Nam, thì hiện tại bây giờ anh Phạm Nam nói chung anh không có nói nữa nha. Thay vào đó thì là anh Tâm Trần của chúng chị, hiện tại bây giờ là anh Tâm Trần này lên nói rất là nhiều, nói tất cả những anh em YouTube và nói về người phụ nữ bí ẩn, nói chung là nói về bên gia đình của cháu Kim Linh đó. Không biết là hiện tại bây giờ là anh này từ đâu đến và xuất hiện ra để trong cái câu chuyện nào, là trong cái câu chuyện này là để làm gì đó, trong câu chuyện này để làm gì mà luôn luôn là cho rằng là ở bên đây là dẫn dắt dư luận hoặc là cho rằng ở đây đi theo một cái chiều hướng gọi là, nói chung là chiều hướng xấu của chúng chị đó. Nhưng hiện tại thì ở đây bên đây thì cũng còn một vài người anh em đó, còn một vài người anh em đang làm về sự việc của chị Kim Hà thôi, chứ còn riêng về Thanh Hải thì Thanh Hải cũng đã ngưng rồi, ngưng cũng thời gian rồi đó, không có muốn nói đó. Chứ không phải là bị phá mỏm như mà những cái anh mà mặt năm mặt bự
đã lên chia sẻ trên kênh mạng cho rằng là Thanh Hải bị phá mỏm đó là thật sự là không có ha. Nghe anh mặt mâm mặt bự mà em cho rằng là Thanh Hải bị phá mỏm, thật tình Thanh Hải sợ luôn á, sợ rung cái giò luôn của chúng gì, rung quá rung luôn đó. Thì do có nhiều cái câu chuyện về cái sự việc của anh Tâm Trần nha, thì hôm nay đẹp là hôm nay mà cái mình muốn nói ở đây là một kênh YouTube của Tâm Trần nha, là trong cái sự việc của chị Kim Hà, anh Tâm Trần này đã đứng lên nói nhiều về cái những người anh em YouTube đó, và đến người phụ nữ bí ẩn ha. Cho nên thì hôm nay Thanh Hải đến đây thì Thanh Hải cũng lên đây thì Thanh Hải cũng nói về cái sự việc của anh Tâm Trần này thôi. Thì hiện tại là chắc có lẽ là bên người phụ nữ bí ẩn này cũng đã tìm cách đó, tìm cách để tìm hiểu về coi cái anh Tâm Trần này là xuất thân như thế nào nha, về cái sự việc của chị Kim Hà này anh ta có liên quan như thế nào hay không mà anh ta lên anh ta nói về cái người phụ nữ rất là nhiều đó. Chắc có lẽ là cái video ngày hôm nay thì theo như Thanh Hải thiết nghĩ là có anh Tâm Trần ở đây anh sẽ xem được cái video này, thì tôi mong muốn rằng là sau những video này anh nên rút lại những cái lời nói của anh và cẩn trọng lại và lên đến chính lại cái sự việc trong cái câu chuyện của chị Kim Hà. Chắc ra thì anh chưa có biết về cái câu chuyện của chị Kim Hà trong quá trình 12 ngày đi tìm kiếm tại dòng sông Dòng Cống. Cho nên thì khi mà anh muốn phát ngôn lên những cái sự việc nào đó liên quan nào đến cái sự việc của chị Kim Hà thì anh nên cân nhắc thật là kỹ đó, để mà trong cái câu chuyện nó được tốt đẹp hơn nha. Chứ mấy ngày qua thì tôi thấy anh lên trên cộng đồng mạng thì anh cũng nói chung là anh thách đố, anh thách thức tất cả những kênh YouTube rất là nhiều, anh chỉ trích rất là nhiều luôn, thậm chí mà anh ghép vô những cái hình thumbnail ảnh thumbnail á, ghép lên những cái hình mà nói chung là rất là tồi tệ, đưa những hình ảnh rất là xấu của cô chú anh chị. Nói gì, thì nãy nói vậy là chắc cô chú anh chị vì em đã hiểu rồi ha, đưa những hình ảnh rất là xấu đó. Cho nên thì mong muốn rằng ngày hôm nay về sau thì khi anh Tâm Trần mỗi khi mà xuất hiện lên trên cộng đồng mạng nói chuyện với công chúng hay như thế nào đó thì mình nên suy đi xét lại cho thật là kỹ đó, để nhiều khi mình lên mình nói chuyện những cái câu chuyện mà nó gọi là nó không được văn minh nha, thì mất công ấy, sau này đó thì người ta sẽ đánh giá về cái phẩm chất đó, đánh giá về cái phẩm chất của con người mình đó. Mong rằng là anh Tâm Trần phải hiểu và suy nghĩ lại thật là kỹ đó. Còn quay về cái câu chuyện của chị Kim Hà thì trong những thời gian vừa qua thì cũng hơn 5 tháng nay rồi thì cũng có khá là nhiều kể từ khi mà Thanh Hải cũng đã thông báo lên kênh là cho rằng là Thanh Hải sẽ tạm ngưng nha, tạm ngưng lại để chờ đợi từ cái kết quả từ phía bên cơ quan chức năng. Thì mãi cho đến ngày hôm nay thì Thanh Hải cũng cũng có nghe về cái câu chuyện của chị Kim Hà. Hiện tại thì quá trình bây giờ vẫn đang trong còn quá trình điều tra, cho nên chưa có một cái kết luận. Khi nào có một cái kết luận thì Thanh Hải sẽ cập nhật thông báo lại sau cho tất cả của chú anh chị em mình xem và được rõ. Thì do là thời gian cũng nói chung không được có rảnh rỗi quá nhiều, cho nên nhiều khi không có trả lời phần bình luận hoặc là những cái tin nhắn của tất cả quý cô chú anh chị đã gửi gắm đến Thanh Hải và tìm hiểu về cái sự việc của chị Kim Hà cho đến ngày hôm nay diễn biến như thế nào thì Thanh Hải không có thời gian để trả lời. Thì mong rằng tất cả quý cô chú anh chị em hiểu và thông cảm với Thanh Hải. Thì Thanh Hải xin thành thật cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em rất là nhiều ạ. Thì hôm nay mình làm cái video như ngắn này thì mong muốn là gửi đến thứ nhất là anh Tâm Trần, cái thứ hai nữa là để trả lời những cái câu hỏi của tất cả quý cô chú anh chị em trong những thời gian vừa qua đó. Thì Thanh Hải có nói nêu trên đó đó, thì qua cái video này Thanh Hải cũng hy vọng rằng anh Tâm Trần trước khi lên trên không gian mạng mà muốn nói về cái sự việc ví dụ như là người cô bí ẩn nha, và tất cả các kênh YouTube đó, và đến cái sự việc của chị Kim Hà và gia đình của cháu Kim Linh thì nên cẩn trọng lại, hạn chế lại mức độ tối thiểu cho phép nhất là những cái lời lẽ mình nên cân nhắc thật kỹ nha, để đưa lên cộng đồng mạng thì sau này mình không bị cái sự mà chỉ trích về từ phía cộng đồng mạng. Tại vì hiện tại bây giờ thì nói chung thì chắc anh cũng đã nhìn thấy được cái kênh YouTube của anh Nông Dân rồi đúng không? Thì đó, thì hiện tại bây giờ anh Nông Dân nói chung anh cũng không còn nói nhiều như lúc trước nữa đâu đó. Với lại cái câu chuyện này thì cũng dần dần nó để đó cho từ phía mà bên cơ quan chức năng người ta đưa ra một cái kết luận, và sau đó thì mình sẽ biết cái kết luận nó như thế nào nha.
chứ mình nói nhiều quá thì thật chắc ra nó cũng chẳng có là cái được cái gì hết đó. Phân tích thì nói chung mình cô chú anh chị em cũng đã phân tích rất là nhiều, chia sẻ rất là nhiều về câu chuyện và đặt ra rất nhiều cái giả thiết đó. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ là nói chung mình cũng phải chờ ha, làm gì làm mình cũng phải chờ. Nói chung thì mình đang sống trên đất nước có luật pháp, thượng tôn pháp lực, thì mình phải kiên nhẫn chờ đợi cái kết quả từ phía bên cơ quan chức năng người ta đưa ra và cái kết luận cuối cùng về cái câu chuyện của chị Hà này như thế nào đó. Thì mong rằng là tất cả quý cô chú anh chị em mình kiên nhẫn chờ đợi. Thì thôi, ngày hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay thì Thanh Hải trò chuyện và gửi gắm đến tất cả quý cô chú anh chị em một đoạn video ngắn này đó. Thì mong rằng tất cả quý cô chú anh chị em mình hãy kiên nhẫn và chờ đợi và tìm hiểu về cái câu chuyện của anh Tâm Trang này xuất thân từ đâu và ảnh đi đến cái không gian mạng này với cái lý do gì đó. Thì Thanh Hải cũng xin chào hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em, chúc toàn thể tất cả quý chú anh chị em có một buổi tối thật nhiều sức khỏe, niềm vui, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. Trước khi dứt lời thì Thanh Hải cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em trong những thời gian qua đã luôn và tin tưởng ủng hộ, yêu thương Thanh Hải và ủng hộ kênh YouTube của Thanh Hải. Thanh Hải xin cảm ơn rất là nhiều. Cả nhà mà cảm thấy yêu thương thì cho Thanh Hải xin một like và nhấn chuông đăng ký và đừng quên bật thông báo lên để xem những cái video tiếp theo của Thanh Hải lần sau. Thanh Hải xin chào và hẹn gặp lại.